ngồi chơi say hạt dưa than tình duyên em ế, mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Khế trên cây khô bao nhiêu trai cũng ế như em mấy năm nay. Gần 30 mùa xuân em mình ơi ngó cách với tận nơi rồi mà em vẫn cứ nằm không. Có xe có nhà có đô la, Tết sang xuân về chưa ai hô. Bông em tỉa đẹp hơn bên yêu. Đẹp, khéo tay dữ vậy trời. Trời ơi, mày tát cái gì vậy? Cái này là người ta làm, người ta ngâm đồ chua vô cái gì củ kiệu nè. Rồi cái củ kiệu này có cái bông trong này rồi tỉa cái bông không chịu. Bắt cây ghê đê ngông trong em về. Quả bao mùa xuân thấm có chồng được chưa? Được. Ê. Đứa nào được vậy? Hả? Dạ. Đứa nào mới được vậy? Được á thì lấy ổng đi. Ủa sao tự nhiên bắt trước tôi chi vậy? Trời đất ơi, thôi nói đi, mày đặt từ chối nữa chứ em nói thiệt với chị nha, đàn ông ở cái xóm này mà chị bỏ là em hốt hết. Ghê vậy mày, điên hả? Ê mày, chúng mày mày cũng lấy nữa hả? Ngon mà. Trời ơi, dài thì tôi dai lắm nha. Già thì uống nước yến tùy tâm đi nè. Đó, già sáng Giáng sinh tâm luôn an bình, gia đình hạnh phúc. Trời sao mà cái miệng quá trời quá đất à. Đi mới tới đầu cầu là đang tao biết. Nè làm đi. Làm cái đàng hoàng nha. Để cái chuyện yên tâm. Cái gì vậy cha? Coi coi chặt gà. Trời ơi cái gì bội mạng làm tới đâu mà chụm đầu cháu mỏ cả đám lại đây vậy ba. Dạ. Hai gọi anh hai. Ờ. Chú Sáu thấy con chặt gà đẹp không? Đẹp lắm. Hay mồi con bén à ăn. Sang vụ gà đi, lo vụ nghe mình đi. Từ từ để từ từ mới từ từ vô đề được chứ. Không có từ từ gấp lắm. Bây giờ chỉ cần nó gật đầu một cái rụp là ra viên, tao tổ chức đám cưới cho hai đứa bay luôn. Bây giờ chỉ cần cô dâu thấm mà gật đầu là tao bằng liền. Chú Sáu. Trời trời trời. Nếu như mà con với anh Tình lấy nhau á, chú Sáu đi được nhiêu? Tới đâu tính tới đó chứ chưa gì mà hỏi giá sao tao trả lời được. Tùy theo chúng thất chứ. Nhưng mà chú Sáu á muốn con với ổng tới với nhau thì cũng phải có cặp trà qua xin ba má con chứ. Ba má mày chết rồi tao xin ai? Ủa chú Sáu xin đi, xong rồi cái ba má con ở chợ nó phù hộ cho chứ, tự nhiên không không có kêu con lấy rồi sao con lấy được? Thì cái đó dĩ nhiên rồi, tới ngày đó tao mới thắp nhang tao giấy tao lại chứ. Có giỡn gì được, mình phải có tâm có ý đàng hoàng, thậm chí mình phải ngồi trên bàn thờ mình. Ủa mày cưới vợ tao cưới mà tao phải ngồi lên đó. Ê, nếu nói như vậy á là bật đèn xanh rồi đó. Đồng ý đúng không? Đồng ý đúng không? Đồng ý đúng không? Đồng ý đúng không? Trời ơi mắt nó lên dạ chịu đúng không? Chịu lấy chú Tình đúng không? Chịu đâu chị? Trời ơi Thắm, Thắm đồng ý chưa Thắm? Hôn đi, hôn đi, cái gì vậy? Mệt ghê. Hôn đi, hôn đi, coi. Thì suy nghĩ. Ba mươi mấy cái Tết rồi, thấy người ta có cặp có đôi á, cũng thèm. Là tại ế quá không ai ưng á. Bây giờ nhìn từ trên dưới thì cũng được. Chị này. Không vậy mới nói dòm tao hoài tao ngại không chết luôn à. Tại mắt con lé kim, con nhìn đây với con. Bớt lé lại đi, dòm cho chính xác đi. Để nhìn trên xuống dưới cũng được. Được đó thì Tết này lụm. Trời ơi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi.
mệt mấy đứa này quá đi, hỏi chút không hoài. Vậy là Thấm Thấm đồng giới không đồng 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 nam không, đồng nam đồng 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 thao đồng 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 cu đồng 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 ý đồng ý đồng ý đồng ý cứ tình thôi thì được cái tách lụm. Trời ơi trời ơi. Ủa cực kỳ lại qua tách lại đâu chú. Ơ anh Tình bị sao vậy chứ? Nghe không biết. Chú ơi chú chú ơi nó đi chú. Bệnh cũ tái phát vậy đó. Nguyễn nói xúc động là nó cứ xỉu vậy đó. Hồi tỉnh lại à. Thôi chú ơi chú ơi đâu. Chú ơi chú phòng cho nó nghỉ đi. Trời ơi. Nhà cho nó nghỉ mệt chút đi. Dữ vậy. Thấm ơi Thấm. Anh đi nghe Thấm. Thôi thôi thôi. Thôi thôi. Cái gì vậy trời? Cái vậy đó hả? Đàn ông đàn em có chán ghê không đó? Tới mày tới giờ G một cái là hết biết G gẫm cái gì rồi sao mà lấy giờ? Giờ G là giờ gì? Giờ G là tới cái giờ mà được kêu bằng quan trọng á. Cho hỏi đây có phải nhà anh Tin không à? Vâng à. Chị tìm ai chị? Tôi kiếm anh Tin. Ở nhà, nhà anh Tin đây nè. Tôi kiếm anh Tin hả? Dạ. Anh Tin mới xỉu vô nhà rồi. Kính mời chị. Dạ. Tôi là vợ sắp cưới của anh Tin và mẹ của con anh. Trời ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái vụ gì vậy? Chị là vợ sắp cưới của anh hả? Đúng rồi. Còn cái bầu này con em. Trời đất ơi. Trời. Chú sao? Là sao chú sao? Vô kêu nó dậy coi. Lớn chuyện. Đi. Chú ơi. Trời chú Tình ơi. Tình ơi cái gì vậy trời? Chú Tình. Trời ơi chú ơi có biển. Trời. Có biển kìa. Trời ơi, cô biển, vậy liền cô biển, chú được cô biển, cô biển. Đang xỉu mà mới phá tao vậy. Chú ơi, bớt xỉu cái khúc này. Trời ơi, có biển kìa, vậy đi. Cái cú này chú không giải quyết, không ai giải quyết nổi đâu. Đi lên. Mày giúp vô. Chú không yên nó nữa, trời ơi trời. Lẹ. Riết lên. Lẹ. Đi. Nhanh lên. Tao mới xỉu mày, để từ từ tao mới tỉnh được chứ. Không. Bây giờ ra một cái là tỉnh liền. Có vụ gì mà tự nhiên. Tỉnh liền. Chú yêu nha ơi, kìa. Mình đang coi cái ông dịch vật. Sao anh bốc mà anh bà vả? Tôi nói thiệt cái chú rất là ổn nha. Chú ăn chơi mà chú không có lửa mặt. Đây nè, nguyên một vườn trái cây phồn thịnh mà chú không lũi. Chú lũi vô. Trời, cái đồng cỏ trái chú là bò hay gì mà ăn cỏ. Đánh đi chị, đúng rồi, đánh đi chị. Đồ khốn nạn. Vừa rồi á, anh mới vừa nói với tôi là anh đòi cưới tôi mà bây giờ vậy đó. Mày bú tôi ra coi. Mày này, anh nói cái gì đi, anh giải thích mẹ em đi. Nói cái gì? Mày lũi mày biết, mày nói với tao không lũi đâu, tao biết mà tao nói. Em chưa lũi. Chạy bu ra. Tôi nói cho anh biết nha. Bữa nay tôi không giết anh, tôi không làm người. Đẩy con ra. Bu ra chị ơi. Mày cầm đi. Trời ơi bà, buồn tim đập quá, sao bà ịnh như hoài vậy? Tôi muốn ngất coi. Đồ con hàng. Trời ơi bà làm gì bà ôm tôi vậy? Chị Thám. Chạy ra. Con này làm gì? Anh nó giận quá, nó mất bình tĩnh. Mai qua xin lỗi nó chứ gì đâu. Trời vậy mà bây giờ lỡ gì rồi, bầu bị gì rồi thôi. Trước sau gì nó cũng về đây, nó cũng là em dâu thôi. Thôi vô ăn cơm đi rồi tính luôn con. Cái gì anh hai? Anh hai nói gì vậy? Chẳng khác nào em là cái người không có. Không, hôm bữa em sai chắc em không nhớ. Trời ơi chú Tình ơi, con không tin luôn á chú ơi. Trong cái xóm này chú hiền lành mà giờ chú để cho có chuyện quan, nó hãy đợi con gái người ta. Có nhiều khi sai lắm hơn. Hơn và lắm. Trời là trời, không phải là tôi. Chị hai có sao không chị hai? Chán cái cuộc đời này ra. Mới vừa quên người cũ, bây giờ lời thêm cặp sừng nữa em thấy không? Ôi trời ơi, rồi em biết rồi. Ngồi chơi say hạt dưa, than tình duyên em ế. Mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Rồi, tới rồi. Đây, mời chiêu xa giận. Nhà còn mỗi đồ mũ rồi chiêu sẽ đỡ chứ đồ miếng chiêu đập hết rồi. Xa giận đi chiêu. Hả? Có xe, có nhà, có rồi. Đô la. Ok, đợi em chút xíu. Tết sang xuân về chưa ai hôn. Tính tính tan tan tình là tính tính nhiên em mình. Đi chiêu, đừng khóc nữa. Đi, đi ra đây. Đi xem nào. Chiều em có món quà này nè cho chiều này. Chiều hay gì em chiều. Gì vậy? Đây chính là cái cục thiên lôi để cho chị xả hết bao nhiêu muộn phiền vô đây đi chiều. Được.
Cuộc đời của chị á đúng khổ luôn á. Không có cuộc tình nào mà nó suôn sẻ hết trơn á. Em cha nội này em thấy không? Bữa trước nói yêu chị, thương chị, muốn đến với chị tưởng là Tết này là ấm rồi. Ai ngờ đâu bây giờ ha. Mèo mỡ gà đồng, giờ quen con nhỏ khác có bầu luôn ha. Xả liền đi chiều. Đạp đi đây đúng không? Đúng rồi chiều. Tình, tình mà sống không có tình, không có nghĩa gì hết. Thôi giờ về, bữa nay cũng ông Táo cuối năm, rồi coi như cũng là đầu năm mới, dạ. Thấy không? Ừ, cô không tới đây thì thôi, đã tới đây rồi thì coi như gia đình đi, dạ. Thấy không? Còn thằng Tình thì coi như bỏ nó đi, nó xỉu tới xỉu lui coi như nhốt chổng luôn rồi, nó không có ra, nó không có ăn uống gì nổi đâu, nó chưa có bình tĩnh, nó chưa lấy sức được. Rồi sao để cho nó nằm yên đi, chừng nào nó tỉnh lại ra nó ăn sao? Dạ. Tự nhiên thoải mái chị ha, ăn đi chị. Ừ. Ăn đi. Dạ. Em cảm ơn anh hai. Dạ. Ăn đi, ăn vô, ăn đi. Có bầu có bì ăn dạ. Đi chị. Mà giờ không có anh Tình, em ăn không nổi. Trời ơi, giờ nó bị vậy rồi sao bây giờ, thôi cứ ăn đi, không có anh Tình thì có anh nè. Nè, cái gì? Tôi nói kỳ vậy? Mẹ mới mất vừa mới hơn năm luôn ba. Mấy sao nghĩ tầm bậy tầm bạ không à? Thì tao là quyền huynh thế phụ, phải không? Anh của chú mày thì cũng như anh của thím bậy vậy đó. Chứ tao nói gì đâu. Bà phải nói đàng hoàng chứ không rồi chị đây người ta hiểu lầm. Chị ăn đi. Trời ơi mình phụ nữ mình phải biết thương bản thân mình vô. Bây giờ mình vô cái đi ra ăn nè cho nó có không khí nha. Dạ. Rồi vô. Rồi, rồi em có bầu có bị đừng có uống rượu. Dạ, không tốt. Em uống được cái này em thèm lắm. Được không ạ? Được. Dạ. Dạ vô. Thôi kệ chị thèm cho chị uống đi chú ơi. Vô. Thích thì chịu. Mà chị. Chị có em bé mấy tháng rồi? Chị có được 6 tháng rồi đó em. Này, 6 tháng rồi đó hả? Khoan khoan. Chị có em bé 6 tháng. Mà sao nãy chị nói có 5 tháng mà giờ 6 tháng? Thôi thì 5 tháng 6 tháng gì thế kệ người ta mắc cái gì mà tụi bay cứ tìm hiểu thêm 5 tháng 6 tháng là sao? Bà, tại vì con thấy là bình thường là vợ chồng người ta mà có con á là người ta đếm ngày đếm tháng nó kỹ lắm. Nhưng mà nó có bầu với chú Tịnh mày chứ bộ có với mày hay sao mà điều tra kỹ vậy? Bởi vì anh chừng nào mà em có bầu đi rồi anh tính tự nhiên. Mày á Tết con vô mới có bầu. Ai làm gì mày đâu có bầu. Ủa mà đẻ cái đường nào mà nói tao nghe đi. Ước mơ của con mà cũng kỳ quá. Còn lâu không à. Với lại chị có bầu có bì rồi nhiều khi chị không có nhớ được đâu. Ủa chị với chú Tình là quen nhau được bao lâu rồi mà sao để có bầu hay gì? Tôi với anh Tình nó là quen được 3 tháng rồi đó. 3 tháng luôn rồi đó hả? Trời ơi dữ vậy trời. Khoan. Chị có bầu 5-6 tháng mà chị quen chú Tình mới có 3 tháng. Có cái gì đó sai sai đúng không? Ừ sao được ta? Không, ý tôi là quen được 3 năm rồi nhưng mà chính thức là 3 tháng. À, thì ra là kêu bằng là hòa quyện thể xác trước khi mà cùng nhịp đập cung tim. Ăn cơm trước kẻ có một cái trước cổng nha. Bà đừng biết sao. Vô cái đó không? Vô. Nữa hả? Trời ơi, thiệt thôi, có bầu có bị uống. Cái này em uống được, em uống. 2, 3, vô. Vô đi chú, vô đi kệ, đừng quan tâm. Ú là trời, có bầu mà nó uống cái mức rượt với ông nội. Chị uống ở đó thôi chị ơi. À, ôi chị. Này chị uống hoài à? Mà đó sao quen được chú em hay vậy? Ừ. Sao mà quen được chú Tình vậy? Hay nè. Tôi đang đi trên đường đó, chạy anh Tình anh nó là ông đùi vô tôi một phát không? Xong rồi ông tới ông đỡ tôi dậy nó quen á. Trời ơi. Ủa Tình nó đâu có biết chạy xe. Rồi làm gì mà nó ủi cô được. Ủa anh Tình không biết chạy xe à? Đâu nào giờ có biết chạy xe đâu. À tôi, em nhớ nhầm là cái hôm đó là cái xe ba gác nó ủi em. Xong rồi là anh Tình anh tới anh đỡ dậy đúng rồi. Là chiếc xe ba gác nó ủi chị một cái, chị té một cái đùi trúng cái đùi. Chú Tình lỗi chị luôn. Trời ơi, bởi vì chú Tình nó thiệt chứ lù khù giác cái lu mà chạy thấy không đó. Không lùi sao vậy? Thấy chứ bộ lù khù giác cái lu mà chạy kìa. Trời người tốt đó, chú Tình là người tốt có phước bảy có luôn cái bầu. Trời, dạ. Vô cái đi chị, vô chị ơi. Bà đây. Vô. Vô. Hả? Đúng rồi. Vô. Đúng rồi. Ngày xuân mà mình thiếu âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Để em bài, hôm nay em trình diễn cho anh 10 bài mà sôi động nha. Em xuân phong em hát trước rồi, hát bài xuân nha. Hát bài gì? Con bướm xuân cho anh. Con bướm xuân. Vô cái đi rồi mình đã nè. Trăm đi. Vô luôn. Nhưng mà mấy cái bài này á, ai mà thuộc là mình mời mình hát chung. Bài lên.
đứng lên ghế hai ba cho chị nha. Ok ok. Để em. Rồi. Mở Bluetooth trên điện thoại nè, nè. Rồi. Vô con bướm sân. Bướm ơi, vô. Hơi. Ba con ơi. Vô. Con bầu nó bị bớt. Ba con ơi. Vô. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Đùa vui với lũ hoa mai làm đàn hòa mình. Còn em bay, còn em bay, còn em là đà. Gì rớt ra đây rồi, cái bầu này đâu rồi, rớt cái gối ra nè. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa sao, sao thất nhạc rồi? Ủa? Mở nhạc. Không phải. Ủa, cái bụng bầu. Này gì đây? Ủa được, cái bầu của chị đâu mà sao tự nhiên nó lòi ra cái bịch vậy? Rồi. Bị gì ở đây? Đây nè. Trời ơi, cái sao mà không phải cái bầu mà là cái bịch vậy? Cái gối. Gối đâu vậy? Sao nó có bầu? Bà đi xuống đây, bà đi xuống đây, đi xuống. Bình tĩnh, đi xuống. Rồi. Sao vậy, làm sao vậy? Cái gối. Gối đâu ra? Cái bầu là đâu? Bà giả có bầu. Sao vậy? Vậy đâu vậy, đâu vậy? Tại sao vậy? Ngồi xuống đây. Hả? Ngồi xuống. Bà giả có bầu để bà hại chú tôi hả? Hả? Trả lời. Tại sao như vậy? Tôi xin lỗi. Cô làm gì chứ vậy? Tại cái con nhỏ Giang, cái con đó nó mê ông Tình mà tôi nợ tiền nó, nên nó mướn tôi nó trừ nợ. Ai bắt nợ cũng phải làm vậy hả? Hả? Sao tàn ác quá vậy? Tôi xin lỗi. Cái nè, tôi nói cho cô biết, lỡ không có tiền á thì nói với ông Tình rồi nó cho chút đỉnh, chứ làm gì chi? Làm gì đó cô hại cuộc đời của người ta, cô hại gia đình của người ta tan nát hết trơn, cô thấy không? Bây giờ khỏi có xin lỗi ha. Mạnh, đưa lên xã. Đứng dậy. Đi đi đi. Thôi khỏi, Tết nhất rồi. Cho người ta ở nhà ta ăn Tết đi. Không bà... có chuyện đâu, không có chuyện. Không có chuyện nữa đâu. Không có chuyện ở nhà ăn Tết đâu. Đúng rồi, chú Tình ra kìa chú. Đưa bà lên xã đi. Đi lên xã đi. Bà, chào, bà nói sao? Em xin lỗi anh. Nè, nè, khỏi xin lỗi. Nè, gì, muốn có bầu với tôi phải không? Được, đi, vô đây tôi làm cho. Trời ơi, chú ơi, chú. Vô đây tôi làm cho. Chú. Hồi nãy không có làm mà thôi, bây giờ cái chuyện đó không cần mày đâu, không tới mày đâu. Ở đây ai người ta làm cũng được hết trơn á, thấy không? Trừ thằng này ra thôi. Ôi, tức lên này. Em xin lỗi anh. Tại anh làm cái con nhỏ Giang nó mê anh. Trời, bây giờ còn tại tôi nữa hả? Nói gì nữa mà nói. Thôi đi về đi. Nó nổi nóng lên, nó lụi nửa giờ nè. Bà ngồi yên đó. Tôi cấm bà về. Ủa mày không đó, mày làm cho người ta mê mày. Tới chừng tao mê thiệt á, mày tìm cách mày lách lén này kia nọ thì tao tức. Tao tức tao phải làm vậy đó. Anh hai anh ruột của em, anh phải tin em chứ. Người ngoài mà vô nói em hay làm ta có bầu là anh hai tính liền à. Đó, hỏi mày với trong nhà này tự nhiên vô nói có bầu mày. Bao nhiêu người nó không nói có bầu. Đó, bây giờ mày tính rồi, bây giờ không có bầu mày có bầu ai? Với thằng này thì... Đó, thằng này thì sao? Người vô phương rồi, không có rồi. Thằng này thì nó trai mới lớn. Đó, còn tao thì... Thôi đi, đừng có tính vô, phải không? Đừng tính vô là sao? Đó, rồi không mày là ai vô đây? Không mày là ai vô đây? Tụi mày bà... chứ ai nữa? Bà nhớ nha, tôi nói bà ha, lần này tôi bỏ qua cho bà nha. Em xin lỗi. Lần sau mà bà còn như vậy nha, bà đừng trách tôi nghe chưa? Dạ. Lần sau nó thiệt á, này nó nói là nó làm thiệt không nó. Thôi đi, dạ, về đi. Dạ. Thôi đi đi. Biết. Mệt quá. Bèo vô dụng. Rồi bây giờ mày chạy đi kiếm con Thấm xin lỗi nó đi. Nói gì mà ngọt rồi nó bỏ qua chân hả? Trời ơi trời. Ủa bộ anh hai nãy anh hai chứng kiến thấy rõ ràng rồi mà. Trời ơi, Thấm cầm dao lên phang em luôn. Nghĩ qua nói chuyện cái quề. Rồi. Chịu ơi, đừng khóc nữa. Khóc cũng đã khóc rồi mà đập cũng đã đập rồi. Thôi giờ ăn tô bún đi nè, lấy sức gần hồi ra đập tiếp chịu. Ăn đi. Bây giờ không có tâm trạng để ăn nữa. Ủa mà sao tô bún không có rào với tấp pin vậy? Trời ơi, đợi hỏi nữa. Em chuẩn bị cực lắm á. Không ăn em gẹp ăn nghe. Thơm ngon lắm nè. À, ăn không? Đó, ăn đi, ăn nha. Ăn à, ăn đi. Ăn đi chiêu. Ăn đi. Thôi đi đâu vậy? Sao? Để con gọi chị Thấm cho. Ừ đúng rồi. Nói xưng á, nói sao cho Thấm hiểu đi. Má nó dễ ợt. Hay dễ quá à. Ai gọi đi không biết.
Alo. Nè, không phải cái bầu mà là cái bịch. Trời ơi, đất ơi, có chuyện đó nữa hả? Nó mang bầu giả luôn. Ui. Kiếm chị Thắm coi. Em nói thiệt không? Ê, lớn rồi mới giỡn nha. Em nói thiệt chị, cái bầu giả. Có tao làm chứng nè. Ok, đi, đi em, đi chịu. Trời, khù máu nhớ không chịu. Ghét quá à. Tại sao không giải thích cho tôi hiểu chứ? Trời ơi, ông Ngậu, tôi giải thích cũng được. Vừa mới nói ra cái đường vào luôn đấy, tôi thấy sợ quá trời sợ luôn á. Chứ sao nữa, chứ bây giờ anh đặt vào vị trí của tôi đi. Hồi nãy anh mới vừa nói là đòi cưới tôi xong, rồi cái giờ có một con nhỏ xuất hiện, rồi cái bụng trình hình như vậy đó. Ai mà không giận tôi được chứ. À, xin lỗi mà, thật sự là hiểu lầm mà. Thôi bỏ qua cho anh nha. Thôi, thôi đâu bỏ qua, tôi với anh đâu phải là gì với nhau đâu. Mà đừng có giận nữa mà, thôi đi vô ngồi ăn đi. Thôi đi, hai đứa hiểu lầm nhau, bây giờ hết giận rồi thôi, chắc chưa ăn gì cũng đói bụng lắm phải không? Vô ngồi ăn uống vài ba ly đi, cho nó thoải mái chứ gì. Ăn đi chị ơi. Ăn đi chiều. Trời ơi, hết giận rồi, cái mặt nhõng nhẽo hoài vậy trời. Trời ơi. Ê coi kìa, công nhận nha, chị Thắm mà điều chảy nước luôn. Trời, công nhận cuộc đời vô thường thiệt. Hồi nãy mới coi một cuốn phim hành động phải không? Giao ba chèo vèo bữa nay tới coi phim tình cảm sướng sướng rồi nó lẹ dễ sợ. Giờ hai đứa được minh quang rồi đó, thấy không? Ra duyên tao làm đám cưới luôn cho nó xong. Dạ. Để cho nó kịp, cho nó yên, nó bình dịnh dùm cái đi. Thôi thôi vô cái cưới rồi chú Sáu rồi. Trời ơi má ơi, ghê quá má ơi. Trời ơi. Trời ơi, hồi nãy bà như nữ anh hùng vậy đó má. Chú Tình ơi, chú Tình ơi, bây giờ không uống thì thôi ra duyên khỏi cưới được. Thôi lấy tính sao đi, nhưng mà vẫn phải uống. Bữa nay cũng ông Táo mà, đúng không chú Sáu? Vô chú Sáu, cùng mời chú Sáu nha. Vô. Vô. Trời ơi, dạo này thấy lừa đảo nhiều quá. Chắc á hả, em chắc cũng phải đi kiếm thằng nào lừa đảo chiều mới có chồng được chiều. Mày kiếm đâu xa? Thằng Duyên kìa. Đây nè, mày ra thằng Duyên giùm tao cái đi. Ba, né né con ra ba ơi, con sợ ba ơi. Sợ cái gì mà sợ? Thấy hai đứa bay họp mà, giống như chó với mèo mỗi ngày chỉ lộn hoài. Tới luôn cho rồi. Nó nhậu cứng lắm á. Rồi bỏ tụi đi đâu? Ghê quá. Cái ca này để tối nay em về em coi em thử coi được không chiều. Trời ơi. Nhiều khi tivi chiếu màn hình 3D, 4D sẽ biết được chiều. Ví dụ hai mình cưới nhau á, có thể ở riêng được không chứ ở với nó sợ lây á. Hỏi cha, nhà tôi có hai chị em, tự nhiên á tôi lấy chồng của tôi ở riêng, rồi tôi bỏ em tôi với ai? Thôi dẹp đi. Vậy thôi, ở chung cũng được. Nè, nói cái vụ lừa đảo là nãy mới có một ca đúng không? Em nghe nói ở bên chợ á là có một cái thằng đó lừa đảo mà bây giờ người ta đưa mà hình nó lên mạng khắp nơi luôn. Đây nè, coi nè, có hình luôn nè, đây nè, chút coi nè. Thằng nào ạ? Hình gì không rõ, không thấy mặt mày chân sao mà lừa ghê lắm. Ủa đâu đúng rồi, cái hình đâu mà chụp ngược nắng gì sao mà thấy được. Ai chụp vậy? Chụp đen thui lùi vậy trời. Trời ơi, thì bây giờ không thấy mới đâu có bắt được nó chứ, thấy là nó làm sao mà nó trốn thôi. Cái này còn cái thằng cha. Trời ơi bà ơi, con mắt bà làm sao á bà ơi. Thôi, ăn uống vô vẻ đi. Tới chuyện ai nói cho đi. 2, 3. Khoan, tất nhất tới nơi rồi. Làm gì làm, tránh bớt lừa đảo lại đi. Tiền mất tật mang đó. Đúng rồi. Thôi vô. Chúc chú Sáu sức khỏe nha. Vô. Vô. Về tới đầu làng mà không thấy con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Nhớ hồi đó con chim sáo nhỏ nó chơi mình nghèo. Giờ mình làm việc kiều thứ nó còn chơi mình nghèo nữa không? Sao cái dáng này quen quen dữ vậy ta? Ê! Đi giữa đường sao người ta qua được hả cha? Tôi thấy ông quen quen vậy? Lẽ thằng này là thằng lừa đảo hả ta? Tình! Trời ơi, đi tiêu rồi. Trời ơi, giờ nó xấu quá nhìn không ra. Bạn ngày xưa. Ủa, cả nhà yêu. Cái gì mà đeo mắt kiến đen mà kéo vali đỏ. Thằng này tướng bệnh đoạn quá. Trắng trẻo, đẹp trai. Giống y Việt Kiều Canada ta. Đúng là cái thằng lừa đảo rồi đó chú. Bữa nay con lấy cái danh dự ra con cam đoan nha.
Nếu như mà con nói sai đi ha, cho tổ BD quật con văn cục BD ra ngoài, con làm chơi thẳng lại đi. Mày mà quật mà văn cục BD mày ra mà dính con tao đập mất dịch đó nha. Trời ơi, trong cái cốt này được chứ đâu phải muốn là được. Cốt là muốn lấy thì chết đi, người ta lấy cốt lên vậy. Mà mọi người để không? Thấy cái vali không? Trời ơi, cái vali đó chắc chắn là chứa đồ của những cái người mà hắn ta lừa đảo đó. Lừa đảo mà nguyên một vali luôn, đâu phải là chuyện đùa. Bây giờ sao? Biểu, đi ra đi. Táo đánh một không chột cũng quẹ. Sống lít. Thôi, để chú Sáu đi, để chú Sáu lên trước đi. Tao chỉ huy. Bây giờ tao lớn tuổi rồi, lớn không. Chú lớn tuổi, chú có kinh nghiệm chú. Chú lớn tuổi đi tao sao? Bà lên trước đi bà. Chú đi đi chú. Đúng rồi bà. Bà đi đi chú. Hello, see you again. Đâu quen mày đâu mà giọng ra vậy? Thấy anh quen à? Quen cái gì mà quen? Đâu có quen với mấy thằng lừa đảo được. Lừa đảo gì? Tự mày biết á. Nói hỏi chi? Nói gì trời? Anh này thấy quen quen, nói gì xàm mà đế. 200 anh em. Cứu ổng kìa, hỗ trợ ổng kìa. Mà nữa đi. Vô. Mày giỡn kìa. Mày đi vô đi. Cái Billy giỡn. Móc con mắt. Lấy cái kia. Đây, giật cái mặt thằng lừa đảo lên. Người quen. Dạ. Anh Nghiệp Đen. Phải không? Trời đất ơi, đâu đưa mặt coi. Trời ơi, thằng Nghiệp Đen. Trời ơi. Ủa, chắc tôi nhìn đâu ra được. Thôi tôi đi báo ông Hoàng. Bị khùng hả? Cái thằng Nghiệp Đen mà tôi mới báo là cái thằng lừa đảo là sao? Anh làm mất thời gian trong á. Tao đi về. Tao không có đánh nha. Không, hai bẻ cổ. Bà, đây nè, đây nè. Tại cái bà này là cái miệng bà đó. Sợ ý thôi. Ý cái gì? Nhậm mình thôi. Còn ông nữa, anh nói xà lơ. Bây giờ giải quyết đi kìa. Cổng người ta về. Thì bây giờ sao? Chút. Cổng về đi, cổng về. Cổng về đi. Cổng về. Đỡ lên đi Duyên. Cổng về đi. Nhìn lên, nhìn lên. Nói cái chuyện nặng nhọc về tôi không gì trời. Chú không chứ. Em lo kéo cái vali kìa. Rồi. Rồi, từ. Xíu chứ. Rồi. Đi đi. Ôi đánh mạnh tay quá trời luôn á, thiệt á. Cái mặt người ta đẹp trai cỡ này mà đánh cỡ đó như cái mình gách thì còn cái gì nữa mà tới cuộc đời nữa. Cái gì thí dụ mà đánh này đánh cũng đánh cảnh cáo, đánh một hai cái rồi mình ngưng mình nghỉ tay chứ đánh sao mà đánh quá trớn vậy trời. Ê, tụi bay nói chuyện, tụi bay nhìn thẳng mặt đó chứ. Ê, tụi bay giống như là có thái độ là giống như là tao đánh đâu, tụi bay không phụ à. Tụi bay nói là phụ nhiệt tình á, tụi bay muốn nhiều nhất á. Ủa chú, nhưng mà tại vì chú người lớn chú đánh thì con ăn hôi thôi. Đúng rồi chú, tự nhiên bây giờ chú người lớn chú đánh thì mấy đứa nhỏ tụi con nhào thì tụi con đánh thôi chứ không biết gì đâu. Nếu như mà nói ra là người sai là chú á. Ê mày nói gì lỡ thấm nghĩ tao là vô cô mà sao mày? Thì đó. Ồ. Ê, nhưng mà nhìn cũng đúng ha. Nhìn cái kiểu mà đánh muốn giết người luôn á là giống như trả thù riêng vậy đó. Đúng không? Chú là tình địch chứ đúng không? Nãy anh đánh tôi vô bụng mà còn đau nhất. Nhưng mà nhìn ánh nhìn của bà Thắm á, nhìn với cái ông này nè là tôi nghĩ là hai người xưa là có dạng như là vậy nè, hiểu không? Đó, vậy đó. Trời à, rồi, hiểu. Trời hiểu. Chị yêu, sau đó giờ chị yêu với cái anh Việt Kiều này mà chị yêu không kể cho em nghe chị yêu. À, tại cái chuyện này á, cũng 10 năm trước rồi. Anh không sai em đâu Thắm. Thắm ơi. Anh rất tốt. Nhưng mà mình thà đừng gặp vui hơn. Bây giờ má em bắt chia tay á. Anh sẽ thuyết phục má em mà. Cho hai đứa mình đến nhà mà Thắm. Nha Thắm. Anh thuyết phục kiểu gì? Anh coi nè. Mặt mày anh á. Má em đánh anh bầm dập như vậy đó. Anh còn bị thương chỗ nào nữa không? Sao đâu. Anh chịu được. Kể nó đi. Không sao gì em. Anh chịu được mà Thắm. Không được đâu. Má em nói anh mà trồng cây si ở nhà em là má em đánh anh tới chết luôn. Rồi thả chó cắn anh nữa đó. Anh không sợ đâu. Má em cần tiền chứ gì, anh sẽ gắng làm anh kiếm tiền để anh cưới em, lo cho má em nữa. Anh ơi, má em cầm cây giấy anh nữa kìa. Anh chạy đi anh chạy đi. Ủa, anh chạy đâu, Thắm đi với anh đi. Không được, em không thể bỏ ba má em được, anh đi đi. Thắm nhớ đợi anh nha, anh sẽ đi làm, anh sẽ gắng kiếm tiền về cưới Thắm. Thắm đợi anh nha Thắm. Đi lẹ đi. Đợi anh nha, anh sẽ dàn với Thắm. Thắm ơi. Anh đi lẹ lên. Cũng vì cha mẹ ép buộc cược lương duyên mà đành chia uyên xẻ nhãn nên con chim trắng mới mồ côi. Để giờ đây
có hai người lớn cô đơn. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài chẳng được. Rồi sao cái miệng, cái miệng bớt bớt bớt, cái miệng lại nói. Cứ để cho nó đi, cứ để nó vậy đi. Giữa chốn đông người nào nhắm mắt chút thôi. Nè, nhắm luôn đi, đừng có dậy nha. Đó, thấy chưa, con kêu là ngưng ngưng cái đoạn đầu là nó hay rồi. Cái đoạn sau nó vô duyên rồi. Nó sẽ tự quê, tại vì không ai cười nó đâu. Thế cái miệng. À, thì ra chị yêu không có chịu chú tình là tại vì đợi cái anh lừa đảo này đúng không? Anh đâu có lừa đảo. À, lộn, anh Việt Kiều Tony Nghiệp. Ủa, vậy là 10 năm qua Thắm vẫn còn thương anh, đợi anh hả? Anh tính đợt này anh về á, nói lại tình xưa với em. Nếu được á thì anh nói ba mẹ anh về, hỏi cưới em luôn rồi sang năm mình đi qua Mỹ ở luôn. Tôi đi Mỹ. Không đồng ý. Sao không được? Tôi thay mặt Thắm trả lời là không đồng ý. Ông làm gì có quyền mà không cho. Sao không thay mặt được? Tôi với Thắm là chuẩn bị gai chi đám cưới rồi. Tụi tôi thậm chí là sắp sửa có con luôn rồi. Trời ơi. Nè, anh đang nói sợ lỡ gì vậy? Tôi với anh đám cưới rồi có con hồi nào? Nhưng mà phải nói vậy chứ. Quê là quê, là quê chung mình quê điều. Quê là quê, là quê chung mình quê hoa. Mình nhanh nào, nhanh. Nhanh. Đó, tại vì cái tính xà lơ của chú á, nên là con á hả sẽ bỏ cho một phiếu anh Tony Nghiệp nha. Vậy là em đồng ý anh với là chị em hả? Cái gì vậy? Sẵn anh đi về em có thử nhận quà mà. Không, không nhận. Tôi tặng Thắm mà. Tôi tặng Thắm mà. Chú, cái này là chú bình tĩnh lại, không có tặng cho chú. Nghe, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Mình đàn ông nha, từ. Đó, tặng quà gì đâu, coi coi. Trời ơi, quá trời nghĩa. Cái gì vậy? Nhưng mà tôi không nhận đâu, kỳ lắm. Thôi Thắm nhận cho anh vui. Anh biết hồi đó Thắm thích cái quà nè. Anh về anh có chuẩn bị cái quà cho Thắm nè. Không. Hả? Tôi tặng Thắm mà. Không, Thắm không thích. Thắm không tính nước à. Nước mắm. Không phải. Nước suối. Rồi. Nước hoa. Nước hoa. Thắm không thích nước hoa. Bây giờ lên nói mình ra. Thôi đừng có bị rối loạn ngôn ngữ nha. Nói chung á là tôi không thích nước gì hết trơn á. Cảm ơn anh nhiều nha. Nghe chưa? Ờ chị không lấy để em lấy cho nhiều. Vậy là xung thích hả? Lứa đi. Em lấy cái đó đi, để nó còn cái này em tặng cho chị. Để này em lấy luôn cho chị. Con nhỏ này, đi vô đi. Thắm. Đi vô cho chị. Thắm ơi. Con bé có gì? Con bé tản tản đó, nó lấy nhiều nhất á. Con cưới nó đi. Anh á. Bình tĩnh. Anh. Hả? Trời ơi, gì kiều đúng không? Mùi bơ sữa với lại thực phẩm chức năng thơm phức cả. Ê, hơi bèo nha. Mà công nhận nha, mấy cái đồ này á, đồ nước ngoài nghe nói là tốt lắm phải không? Đúng rồi, xịn phải không? Ăn đồng chia đủ chứ tụi em cũng là anh chị em trong gia đình mà. Cái mắt kính này, cái mắt kính đồ hiệu nè. Ê. Ok được không? Hai đứa bay có phải là cháu tao không vậy hả? Cháu chứ. Thì là cháu, vẫn là cháu mà. Phe tao hay là phe nó? Phe chú, nhưng mà bây giờ có quà là có phải thực tế sống mà. Nhưng mà bây giờ thực tế chú, bây giờ bình thường là cháu của chú nha. Nhưng mà bây giờ là Duy Nguyễn đây ha, ủng hộ vote cho bên đây. Vậy hai đứa vote cho anh hả? Ủng hộ cho anh. Ủng hộ hết mình luôn. Dạ ơi, còn quà nữa nè, còn quà nữa. Nè, tôi nói cho chú mày biết nha. Nha, Thắm là của tôi nghe chưa. Nha, không có lại nhắc đến cái chuyện mà 10 năm tình cũ nghe chưa nha. Chú. Tụi bay nữa, tụi bay nhớ ngày hôm nay nha. Tụi bay phe người ta, tụi bay chơi chú tụi bay nha. Không phải chú. Mai mốt không có nhậu nhẹt gì hết. Chú còn nói chú nghe nè. Bây giờ tại ba con không có ở đây á. Ba con mà ở đây là ba con cũng phe bên đây rồi chú. Ba con mày lấy tao từ ba mày luôn. Chú. Để ông đi hai đứa phó cho anh ơi, còn quà nữa nè. Anh cứ vậy hoài à. Cháo này đẹp nè. Trời ơi cha nội. Thấy không? Coi phim rồi sao cha? Ôi trời ơi. Gì vậy? Tôi phải đi mét cái chuyện này với chú sao? Chú sao sẽ nhồi máu cơ tim thoát những địa điểm. Ê. Được rồi. Mét cái gì? Không ổn rồi. Nè. Trời ơi, nghĩ sao Nam mà coi phim với Nam là sao mới trả cho chú? Bớt cái miệng lại nha.
ít nữa, nữa đi con. Ờ, đúng là con trai của tía là hơi vậy đó. Hơi nam tính đâu đó đàng hoàng vậy đó. Chứ đừng có... Chú ơi, cái gì vậy chú? Cái gì mà tự nhiên chú dung dưỡng cho mà trai đơn gái chiếc mà làm mấy cái chuyện bậy bạ, làm mấy cái chuyện mà kêu bằng mà đổi trị như vậy? Đúng rồi con, cứ thoải mái đi. Nếu mà đồng ý á là qua Tết ba cưới liền cho con, đứa nào cũng được á. Không, không phải vậy đâu ba, không phải vậy đâu. Trời ơi chịu, chị nghĩ sao mà em thích cái ông này vậy chịu? Chú Sáu ơi, chú Sáu phải coi lại cái ông này nha. Chú Sáu á hả, phim hả, nam với nữ không có coi mà coi nam với nam vậy đó. Trời chung với ông này ghê rồi. Tôi chừng chú em. Không có cản. Cái đó là cái chuyện mà cần nên là mà phát huy, đúng không? Gì vậy? Tôi muốn thích thì tôi gửi. Không có nói bậy bạ nha. Thôi, tụi bay im hết đi. Tao nói đó, thằng Duyên con tao đó, nó là con trai hẳn hồi, chứ không có 3D, 4C gì hết trơn á. Thấy không? Nó phải cưới dạ. Vợ đâu đó, có con, có cái, tao có cháu ấm ổng chứ. Con nói chú nghe nha, kiểu như con hay là phước đức đông đầy mới đẻ ra được như con. Đó, tinh hoa hội tụ, đàn ông rất yêu. Đó, mày lên. Trời ơi, chưa hết rồi chú. Cha mẹ sanh con là trời sanh tánh. Tổ BD mà đã chấm rồi, trời trời không khỏi nắng rồi chú ơi. Thôi tao lại mày, mày có lấy kiến mày coi mày không? Mày kìa, mày giờ mày không có giống ai hết. Tao đi chung mày tao sợ ma muốn chết luôn vậy đó, thấy không? Tao nhắc lại một lần cuối nha. Mày lấy con gái đứa nào trong xóm này tao cũng cưới được chân á. Chứ đừng có bày đặt nè, 3C, 4D vậy chân nha. Tao nói trước đó, tao tự bỏ luôn đó nha. Chú, ba, chú, con nói cho chú biết nha. Dạng vật rồi sẽ bóng dần theo thời gian thôi. Chưa biết ai lộ hơn ai đâu. Bớt cái miệng lại. Còn anh nữa, bố mà muốn coi mấy cái phim đó thì nói em. Em tải cho 125GB coi cho nó đã nha. Bây giờ em tải phim đây. Ghê quá trời. Ê. Ngồi chơi say hạt dưa than tình duyên em ế. Mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Khẽ trên cây có bao nhiêu trái cũng ế như em mấy năm nay. Gần 30 mùa xuân em mình ên ngó Tết. Với tận nơi rồi mà em vẫn cứ nằm không. Có xe, có nhà, có đô la. Tết sang xuân về chưa ai hô. Tính là tính duyên em mình. Tính tăng tình rồi tính duyên đôi mình. Tính qua tình lại là dính tính em hôm ngày. Thì đã nên duyên ăn bài, mình chốt bên nhau lâu dài mình cưới ngay. Tính duyên